bà đừng hỏi ở chân rừng đi cứ chết thế cứ lục đâm rót tha hai nâng lục hô rót tận na ở mình nè chỉ mới po nâng mình nè chết chỉ rong po chơi khèn bộ quạt pi nè đi mê nâng côn bà cái hàm mê hay nâng rong cứ luôn cầm đất khnìa áo chui Việt Nam chui Việt Nam châu mà bị tê kế mà tinh chơ nơi không đồng bằng bạc quạt bà hai chlo cắt nơi chlo là bạc quạt bà hai nơi chlo khác nơi là biên kiện 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 quạt nằng bà đây ở miền ở bạc cà tê bà đây thang còn là chui Việt Nam họ lấy cứ ok cảm ơn nhiều cảm ơn nhiều bà là chẳng lấy tiền cho tiền bà lấy tiền cảm lấy ơn tiền nhiều. Đi lấy tiền đi bà chẳng hai bàn Brazil Borat bàn Ricun tha lô đâm rót tha nâng lô hô rót tận nè cứ sạ ca khnề ban là o nông ca bản đau ở chung mùi Việt Nam cho một tin chớ hay đặt tranh tới bờ tây là bọc kỳ vinh giang rồi luôn đòi con đã băng lui bờ tây bà hơi ở vây đã ăn rái cứ ăn rái bơi chớ là bọc mai bà hơi chỉ một xe cứ miên ca ba lương khiêu pi lô xuông trầm ran chỉ mê bản chia ca vừa đấy prom tan lên bẩm buôn rồi đọc bẩm buôn bà mình cả bác lương kia vì lúc mình chia ca nâng bà bàn ở công chung mùi Việt Nam quạt chỗ mà hỏi đặc tranh bà rồi lũ nụ bà sân chiến lúc mình chia ca xuống chẩm ra mình bác lương kia bà có chung mùi nhận hiện thực anh này thế hỏi lúc đâm rọt há nâng lúc hô rọt ná của mình ai với cả đây bà đòi xa ní đòi xa phụ quát trâu khi chị bà bọn bà mình bè trâu khi chị bà bốn đấy nè trời chiếc bà bọn chẳng hỏi có trời rơi khuyên nâng hỏi bạn lươi tầng ốc hô cho nó gặp bác bác phụ quát tầng bấy nạ nâng bà hỏi trong chung môn có sự bài chất nó ca rô xí đài bà có thời cái này hay là sao quát tinh tất chất ba nói nâng bà bà anh chân có ốc khó lên quát máu ta mà tô bà quát máu buồn đọc bà tô mát đặc chơ tư vấn như mươn hô rút hiếp hỏi bà chơ sẽ ta chơ mình nằm lại tầng ốc bà mặt đông mình nằm lại nè bà đặc mà tô đặc tầm mà tô đấy bà bà bố trọ nâng kê lê sơ bà lan hỏi bà bơ lan với bị bạc nó cá kịch bà bơ mà tố cho nó phải prao lươn à bà bà hãy cho biên là nó cứ là xua tiệt bà cứ kia kia lại phải lý hả bà hay có thơm đắng sầm khán có ta có thơm đắng hai riêng đất mà tô nó có cụ thạ đá bóng phá ôn dương khơi trẻ bay nát bà cả bị cẩn lòng tư nẹ đại đất ngôn chương mà tố bà đó bê quạt đua tư quạt cặp một tư ả thơ nó đua lư quạt bà chạy xe đánh dương bàn chọc tới tòa khơi nâng phânêch khơi nâng phânêch ở hiện nâng chất đấy nè bà nó ở hiện chất quát đi bà khai chư nâng vui tờ lọc mà vui bà nhông khơi quát chi xả hà nó khơi nhá bóng bồn khơi rụp hiếp chư chư nâng tầm ngôn bảo màn tàu nâng khơi nhá hơi mà tô ní mà tô dương thlop xa tiết bà mà tô nó thlop xa đấy thà mà tô nâng tầm ngôn mách mà tô xé lê bàn đại bồm quát bồm mặc hàng buồn nó bà khẳng nè bà trong khăn trình lan tiết nè bà còn khăn chứ lắm dân bóng ôn gà rào rô si ở bấy của rô tớ bàn tay của tha so bóng ôn phải giặt phải giấy nâng cả bạc bò mà tô đất ngôn chê vì ai chú chụp cụ thạ na mùi đòi dạ thạ hẹt chung ca dân chô cả lộc tớ vì ai đù có thạ bán chân chạy sẽ đánh ca bình cả lông miên nẹ sạp nâng bà miên nẹ sạp đòi xa cả lạp đòi xa bạch chương mà tô chư dân con lư lằng bạch khu các ba lòn lĩnh ba bạch ba chẳng là lấy xong rồi dạng na nốt à nên còn là chia chia cái tệ môi đầm bay chìm đo bom phun bây giờ mất đại thọp tại đất hôn hôn nè bàn tay cho chồng pu một tray nè chồng pu một tray khóc khất khi chia bà pon miên miên tăng pi thợ lơ bà miên tăng pi lục chầm ra nọ bà lục rót tận na bà thế mình chẳng chỉ sai chia bà pon thay mà đo người dạng mạch rô si rồi biếm chẳng chẳng tôi giờ này nói xong ao mình tray có đôi chia lục chấm ran bà lục rót ná chui thư giờ mấy đầm bay sầm ruột đào ca rồi xì bị chia bờ rót cầm ao bị khóc ba pê với lục tư lục chui tụt cắt ba mình ao lục tư coi rộp lôi tê mình chẳng này bà tập anh nói đây bà dùm xong cho luôn mùi tiết xong chụp riêng chung từ đó lúc áp bạc hạt cửa chê bà nâng áp bạc hạt rọt nạ thờ rìm đô gửi phong đài bà có đôi chia chụp riêng chung từ đó rọt mặt trây cửa xung cả sẽ cắm có đôi chia chụp riêng chung từ đó rọt mặt trây cửa xung bạc bà có đôi chia chụp riêng chung từ đó rít rọt thao bà bố tha mặt trây nơi tí nụ mà nẹ chả ràng tè nòm khuyên đọc xa chụp bố sầm nua rồi bà nẹ cả sai xua tha mù là hạt ấy bà
បណ្ដោយឲ្យក្រុមម៉ូតូដឹកអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាសាអញ្ចឹងបាទពួកគាត់បានឆ្លើយវិញថាម៉ូតូគេខាងខេត្តគេអត់ឲ្យចាប់ទេព្រោះថាម៉ូតូទាំងអស់នោះគាត់រកស៊ីដឹកប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គាត់រកស៊ីជាលក្ខណៈគ្រួសារទេបាទបាទប៉ុន្តែនេះគឺជាពាក្យដោះសារភូតកុហកនៅលើគោកតាមពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺក្រុមម៉ូតូទាំងអស់នោះគឺស៊ីឈ្នួលដឹកឲ្យអង្គការបងអង្គការមានអង្គការទាំងវៀតណាមនិងអង្គការខាងខ្មែរគឺគាត់ស៊ីឈ្នួលដឹកឲ្យគេទេមិនមែនឈើរបស់គាត់ទេគឺស៊ីឈ្នួលដឹកប្រចាំជើងបាទបាទអញ្ចឹងសូមអស់លោកកុំប្រវាយថាគាត់ដឹកឈើម្ដងយកទៅលក់ឲ្យអង្គការមិនមែនទេណាលោករីការលោកនិយាយភូតអ្នកខ្សែហើយលោកក៏ដូចលោកនិយាយភូតលោកអាបាខេតហើយតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះដឹកហ្នឹងគឺស៊ីឈ្នួលទៅឲ្យលោកអង្គការវៀតណាមផងនិងលោកអង្គការខ្មែរផងបាទហើយជាពិសេសរូបថតដែលយើងថតបាននេះគឺប្រជាជនវៀតណាមគេមកដឹកយកទៅលក់ឲ្យឈ្មោះវៀតណាមនេះគេតែម្ដងបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមអស់លោករាយការណ៍កុំបំភាន់ផ្នែកពេកបាទព្រោះថាបើសិនជាគាត់ដឹកមួយជើងក្នុងមួយថ្ងៃយកទៅលក់ឲ្យអង្គការអានឹងជាការមុខរបររកស៊ីរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃបាទតែនេះអត់ទេណាមួយថ្ងៃគាត់ដឹកច្រើនជើងណាបាទមានតាំង6ជើងកាលយើងសួរកាលមុនណាបើជើងខ្លះច្រើនបាន10ជើងបាទបាទជើងច្រើនបាន10ជើងគាត់ទទួលកម្រៃខ្ញុំសួរទៅក្នុងម៉ូតូមួយគ្រឿងក្នុងមួយជើងគាត់ទទួលបានជិត20ម៉ឺនរៀលមួយជើងបាទក្នុងមួយជើងវ៉ាវជិត20ម៉ឺនរៀលហើយអញ្ចឹងអូម៉ាគាត់ដឹកកំសោយបំផុតថា5ជើងចុះបានប៉ុន្មានហើយមក250ដុល្លារបាត់ហើយបាទបាទនេះតិចបំផុតតិចបំផុតបាទហើយអញ្ចឹងក៏គាត់បញ្ឈមនៅការគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានកន្លងមកអ្នកខ្លះគាត់និយាយចេះគាត់ថាអ្នកដឹកទាំងអស់នឹងជួនកាលមានអ្នកខ្លះរហូតដល់ម៉ូតូនឹងឈើនឹងសកត់លើរហូតដល់ស្លាប់នឹងងាប់តាដល់ស្លាប់នឹងងាប់ហើយដល់ពេលខ្ញុំចេះឆ្ងល់ហ่าអាស្លាប់នឹងមិនហិងងាប់បាទគាត់ថាអូសុំទោសស្លាប់នឹងរបួសចេះទេខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាខ្ញុំចាំបាច់និយាយស្លាប់ផងងាប់ផងបាទអាងាប់នឹងមិនស្លាប់នឹងមិនគាត់ថាអូអត់ទេស្លាប់នឹងរបួសពាក្យគេជេរគេថាអាងាប់បាទហើយពាក្យជេរក៏ជេរឲ្យសំរុំណាយើងរិះគន់គេក៏រិះគន់ឲ្យខ្លាចណោបើយើងជេរគេជេរអាតកោអាតកោនៅឲ្យដឹងអាតកោកុំជេរអាលលីហ្នឹងមិនជេរអាលលីខាងបើយើងជេរអាតកោគេថាអូនអត់អីតិចអើជេរជេរអាតិចទៅឬក៏អាកាមួនហ្នឹងដែរបាទអូខេឥឡូវរឿងនេះយើងអាចសន្និមត់ថាស្លេះនេះសិនអានលឺសិនប៉ុន្តែកុំថាស្លេះហ្នឹងមិនតាមដានណាទូអនឡាញ TNM TV អនឡាញនេះនឹងតាមដានសកម្មភាពដែលអ្នកឈ្មោះរកស៊ីខុសច្បាប់ក៏ដូចជាមន្ត្រីពុករលួយមកផលកុហកជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានដែរឥឡូវចេះសូមឲ្យលោកដឹមរដ្ឋាហើយនឹងលោកហូរតនាក៏ដូចជាលោកស៊ូងចម្រើនបាទរងចាំទទួលខ្ញុំក្រុមការងារទូទួលធានអឹមអាចចុះទៅក្នុងអាទិត្យនេះអញ្ចឹងបាទសូមលោករងចាំដើម្បីបកស្រាយផងបាទខ្ញុំនឹងចុះទៅហើយបាទអញ្ចឹងបាទដើម្បីបំភ្លឺឲ្យដឹងថារឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចបាទយ៉ាងម៉េចបាទតើរឿងនេះប៉ិតឬមិនប៉ិតក៏ប៉ុន្តែយើងមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយយើងអត់ប្រាប់ថ្ងៃតិចយើងអត់ប្រាប់ថ្ងៃតិចគាត់ឡើងមកបំពេញបាត់ទៅពិបាកទៀតអត់ជួបយើងប្រាប់ក្នុងអាទិត្យហ្នឹងមើលបើអាទិត្យហ្នឹងគាត់ទៅណាគាត់ទៅតាមជីវិតរបស់គាត់ហ៎អញ្ចឹងហ៎បាទដូចមានភ្ញៀវអញ្ចឹងពូម៉ាគាត់ថាពូម៉ាបើថ្ងៃណាឯងមកលេងតែអញឯងប្រាប់ឯងផងណាដល់ពេលអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយថាអូពូម៉ាអញទៅអាទិត្យហ្នឹងណាដល់ពេលតែទៅថាអូអាទិត្យហ្នឹងអាចជាប់រវល់ហ្នឹងអាចទៅស្រុកបាត់ហើយដល់ពេលយើងទៅអត់ប្រាប់ជួយហែបើប្រាប់មុនខកទៀតបាទអញ្ចឹងកុំកំណត់ឲ្យច្បាស់ពេកបាទកុំកំណត់ឲ្យច្បាស់ពេកបាទឥឡូវយើងប្រាប់ទូរស័ព្ទគ្នាទៅបាទកាឡូលោកចម្រើនលោករតនាគាត់លឺអីគាត់អាចកត់លេខប្រាប់យើងមុនបាទបាទប្រាប់យើងមុនណាលោក TNM TV Onlineឥឡូវនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមកបំពេញមិនបាច់ទៅនៅអសាំងទេបាទឥឡូវចង់ឲ្យបំភ្លឺអីបំភ្លឺបាទហ្នឹងអានោះសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទបើលោកមានបំណងថារឿងហ្នឹងវាអត់ពិតគឺពិតក្នុងកម្រិតណានោះបើទូរស័ព្ទរបស់ទូទាធានអឹមមាននៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងស្រាប់បាទលោកខលមកហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយទៅវិញដោយរីករាយបាទដោយក្តីគោរពទាំងអស់